Theo quy luật, hàng năm, đỉnh dịch tay chân miệng ở miền Bắc thường là tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, đã bước vào tháng 6 nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Hải Phòng năm nay là điểm nóng của dịch khi số ca mắc gia tăng đột biến và số ca nặng cũng nhiều lên bất thường. Khu nhà đang sửa sang lại với những đống gạch vữa và phế liệu này vốn không phải là khu điều trị. Nó chính là khu vật tư điện nước của Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Vậy mà, gần một tháng nay, các phòng đều được kê kín giường bệnh và là nơi điều trị nội trú cho hàng chục bệnh nhi mắc chân tay miệng. Cái khu đó là cái khu của phòng vật tư điện máy và đã được dọn tất cả các cái máy móc đi và được sang sửa lại. Còn tại khoa truyền nhiễm, giường bệnh cũng được kê thêm. Từ đầu năm đến nay, khoa bệnh này tiếp nhận trên 1.400 ca tay chân miệng, cao gấp đôi năm 2017 và là con số kỷ lục trong vài năm trở lại đây. Trong các buồng bệnh, đứa trẻ nào từ miệng đến chân, tay cũng đều xanh lét màu xanh methylen như thế này. Có hơn một nửa số ca nặng chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu thì có xét nghiệm là PCR, tức là EV71 là dương tính. Điều này cũng là một điều bất thường so với năm 2017. Không chỉ gia tăng bất thường về số lượng, số bệnh nhân nặng cũng tăng lên đột biến. Cả năm 2017 có 12 ca nặng điều trị tại bệnh viện, thì chỉ 5 tháng đầu năm nay đã có 28 ca. May mắn không có ca tử vong. Đáng lo ngại là những trẻ dù chỉ mới ở những ngày đầu của bệnh đã gặp những biến chứng nguy hiểm. Những cái tình trạng nặng của bệnh nhân có cái bất thường hơn. Những cái bệnh nhân chuyển độ là tăng có cái chiều hướng nó hơi đột biến và hơi đặc biệt một chút. Ví dụ những cái trẻ mà chuyển độ ấy, thì thường thường chúng tôi có một số trường hợp bệnh nhân hoàn toàn sốt rất nhẹ hoặc không sốt nhưng mà đã có biểu hiện về tim mạch và hô hấp rồi và phải chuyển vào chức cấp cứu và dùng gamma globulin rồi. Có khác thường so với mọi năm. Mấy tiếng đồng hồ sau thì cái bệnh tình của cháu nó tăng lên thì phải đưa cháu vào bên cấp cứu hồi sức. Nhiều phụ huynh yên tâm nghĩ rằng trẻ được nghỉ hè thì nguồn lây bệnh là nhà trẻ, lớp học cũng không còn. Tuy nhiên, không ít trẻ chỉ chơi ở nhà với bố mẹ cũng mắc bệnh. Cháu ở nhà, cháu chưa đi học nhưng mà ở nhà với mẹ thì mồm cháu ấy mới đầu có dấu hiệu là có mụn và cháu không chịu ăn. Thì mẹ cháu cứ nghĩ là cháu biếng ăn nên là về sau khoảng một tuần sau rồi cháu sốt. Thành phố mà cảng biển cho nên cái sự giao lưu giữa Hải Phòng với lại các cái tỉnh khác cũng tương đối là nhiều. Đến Hải Phòng nó làm cho cái tình hình cái bệnh tay chân miệng Hải Phòng tăng lên. Ngành y tế địa phương nhận định trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng mưa xen kẽ, khiến dịch tay chân miệng có thể vẫn diễn biến phức tạp tại thành phố này.